Thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Cảng. Và giờ đây, người ta mệnh danh Hải Phòng là thành phố của những cây cầu. Hơn 80 cây cầu, trong đó có nhiều cây cầu nghìn tỷ đã được đưa vào khai thác, sử dụng, mở ra triển vọng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Bức tranh Hải Phòng bừng sáng, những gam màu tươi thắm. Với hàng loạt hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm nên diện mạo khởi sắc tuyệt vời nơi mảnh đất này. Có đóng góp quan trọng của ngành thuế địa phương mà chi cục thuế khu vực Hồng Bàng, An Dương là một điển hình. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm là hành trang quý giá để đảng bộ, lãnh đạo tập thể chi cục thuế khu vực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hồng Bàng thuộc quận trung tâm, còn An Dương là huyện có vị trí quan trọng ở thành phố Hải Phòng. Dự toán pháp lệnh được giao cho chi cục thuế khu vực Hồng Bàng, An Dương cũng vì thế khá cao và năm sau tăng hơn năm trước. Để xuất sắc hoàn thành vượt mức pháp lệnh giao hàng năm, trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn thu, giảm đầu mối nhưng vẫn tăng mức độ hài lòng từ phía người nộp thuế là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ. Và nhất là những dấu ấn đột phá trong công tác lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ hiện tại. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được xem là yếu tố then chốt làm nên những thành công đáng kể của chi cục. Cán bộ, công chức và người lao động nơi đây đã tích cực thực hiện nghị quyết các đại hội với tất cả tinh thần khẩn trương, chủ động, năng động, nhiệt huyết, phát huy cao nhất vai trò đầu tàu gương mẫu của đội ngũ 91 đảng viên. Những năm gần đây, quá trình đưa nghị quyết đảng bộ vào hoạt động thực tiễn được cấp ủy nhanh chóng triển khai bằng hàng loạt chương trình hành động cụ thể gắn với thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đảng bộ, chi cục thuế khu vực Hồng Bàng, An Dương tập trung chỉ đạo tiến hành toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ động thuế, đổi mới cách thức, phương pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai nộp thuế, hoàn thuế, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng tuyên truyền, đối thoại, kịp thời giải đáp thắc mắc, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Toàn chi cục thuế khu vực Hồng Bàng, An Dương nhất quán thực hiện tuyên ngôn kỷ cương, liêm chính, hành động, đổi mới và phương châm bạn đồng hành cùng doanh nghiệp. Doanh nghiệp của tôi thì được thành lập năm 2004, qua quá trình hoạt động và sản xuất kinh doanh thì những năm gần đây riêng về ngành thuế đã có nhiều những cái bước mà doanh nghiệp cũng phải cảm nhận có những cái đổi mới rất là tốt cho doanh nghiệp. Ví dụ như là bây giờ thay đổi toàn bộ công nghệ số, tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Thái độ phục vụ cũng như cái sự hợp tác giữa thuế với doanh nghiệp những năm gần đây tôi cảm tưởng là những người bạn đồng hành, và có những cái bước mà tôi phải ghi nhận luôn. Khi có những chính sách, những thông tư, nghị định mới, những cán bộ thuế, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp quản lý doanh nghiệp là luôn luôn gửi tới doanh nghiệp và coi như hướng dẫn rất tận tình. Từng cá nhân cán bộ thuế ý thức rất rõ nhiệm vụ chính trị, thu thuế phải thu được lòng dân, nên ngay cả trong bối cảnh những ngày đầu đơn vị mới hợp nhất, mọi giao dịch vẫn diễn ra thông suốt, không ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách. Và tuyệt đối không gây khó khăn phiền hà, đặc biệt không làm tăng thời gian chi phí, ảnh hưởng đến người nộp thuế. Trong một bước đi tích cực thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính về việc sắp xếp hợp nhất các chi cục thuế nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chi cục thuế khu vực Hồng Bàng, An Dương đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất chi cục thuế quận Hồng Bàng và chi cục thuế huyện An Dương. Hơn 130 cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động tổ chức thành 17 đội chức năng và ban lãnh đạo gồm 6 người chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2019.
Năm 2019, đội thuế liên phường xã số 1 thực hiện dự toán thu trong bối cảnh kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm, dẫn đến công tác thu cũng còn hạn chế. Và trong khi đó thì dự toán đội thuế lại giao cao tăng 15% so với năm trước. Trước tình hình đó thì dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo chi cục, đội thuế đã cụ thể hóa thành phương châm hành động của mình. Thứ nhất là bám sát nguồn thu, thứ hai là đảm bảo triển khai kịp thời đến từng cán bộ công chức trong đội, trong đó với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ. Những tháng cuối năm đội thuế thực hiện làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Kết quả thì đội thuế đã hoàn thành 105% so với dự toán được giao. Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chi cục thuế khu vực luôn nêu cao trí tuệ, bản lĩnh đổi mới, nhất là sự đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy đến chi bộ và tới từng đảng viên. Toàn chi cục đồng thuận khắc phục khó khăn, tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, năm 2019 có nhiều bất lợi tác động trở ngại đến quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động nghiệp vụ của phía cơ quan thuế, đòi hỏi đơn vị phải nỗ lực phấn đấu cao độ. Từ lãnh đạo tới mỗi công chức đều căng sức chạy nước rút tới giờ phút cuối cùng của năm để hoàn thành công việc với những con số ấn tượng. Kết quả thu ngân sách nội địa năm 2019 hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 136% dự toán pháp lệnh giao, chiếm 14,9% tổng số thu nội địa của thành phố. Trong đó, quận Hồng Bàng thu 1.373 tỷ đồng, đạt 145%. Huyện An Dương thu hơn 442 tỷ đồng, đạt 116% dự toán pháp lệnh. Xác định công tác quản lý thuế là vấn đề quan trọng, lãnh đạo chi cục đã giao nhiệm vụ thu nợ chi tiết tới từng công chức, cộng với kiên quyết cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Kết quả thu nợ đến cuối năm qua được hơn 330 tỷ đồng, thực hiện cưỡng chế qua tài khoản đối với 125 doanh nghiệp với số tiền gần 28 tỷ đồng. Những con số này đã kéo giảm tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm cuối năm 2019 là hơn 68 tỷ đồng, thấp hơn 6,8% so với năm trước đó và chiếm tỷ lệ dưới 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, mỗi công chức luôn cầu thị, lắng nghe, tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của người nộp thuế để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị tháo gỡ, điều chỉnh phù hợp trong quá trình áp dụng chính sách pháp luật thuế. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, rõ ràng chính sách miễn, giảm, giãn, hoàn thuế cho hàng trăm lượt tổ chức cá nhân. Cùng với thúc đẩy khai thuế qua mạng, Chi cục thuế khu vực Hồng Bàng An Dương đang ráo riết thực hiện việc nộp thuế điện tử với mục tiêu không ngừng tăng cả 3 tiêu chí về số lượng doanh nghiệp, số chứng từ và số tiền nộp thuế. Hiện số doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,9%, doanh nghiệp đang hoạt động phải khai qua mạng. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 98,5%. Bên cạnh đó, việc áp dụng quy định về hóa đơn điện tử dù mới được chi cục đưa vào thực tiễn nhưng lại đạt kết quả rất khả quan với tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng cao, tạo sự minh bạch và tiết kiệm chi phí cho các bên liên quan. Doanh nghiệp của tôi đã gắn bó được đến nay là hơn 10 năm. Thì chúng tôi cảm nhận trong ngành có đã ứng dụng các công nghệ thông tin mới. Thì chúng tôi cũng tiết kiệm được rất là nhiều cái khoảng thời gian như trước đây mà mình vẫn phải đi. Trong cái quá trình mà làm việc ấy thì các cán bộ chi cục thuế cũng hết sức tạo điều kiện cho doanh nghiệp và làm cho doanh nghiệp ngày một đi lên và phát triển. Song song với lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở. Bằng việc quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, có 5 đồng chí hoàn thành chương trình sau đại học, nâng tổng số cán bộ công chức có trình độ thạc sĩ lên 18 và 4 đồng chí đang tiếp tục học cao học. Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được toàn chi cục thực hành triệt để mọi lúc, mọi nơi. Từng đồng chí cấp ủy viên đến các đảng viên chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trao dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất nghề nghiệp, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều năm liền đều đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ,
không có trường hợp đảng viên mắc sai phạm khuyết điểm, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Thuế đánh giá Đảng bộ Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng An Dương là một trong những đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong bối cảnh thu ngân sách của thành phố những năm qua có bước đột phá và tăng trưởng khá là ấn tượng, đặc biệt đối với lại Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng An Dương là một trong những đơn vị chúng tôi đánh giá là đã hoàn thành toàn diện xuất sắc cái nhiệm vụ công tác thuế. Năm 2019, đơn vị đã vượt cái số thu rất là ấn tượng với tổng thu là trên 1.800 tỷ đồng, là một trong đơn vị có số thu cao và có cái sự đoàn kết nỗ lực rất lớn của tập thể cấp ủy cho đến lãnh đạo cán bộ công chức đã hoàn thành một cách xuất sắc cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Từ cái kết quả trên, Đảng bộ Cục Thuế đã chọn Đảng bộ Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng An Dương là đơn vị đại hội điểm trong toàn ngành. Khép lại nhiệm kỳ 2015-2020 với những con số ấn tượng, những kết quả khả quan, thật đáng tự hào và trân quý biết bao. Song chặng đường phía trước vẫn còn đó bao khó khăn thử thách, vẫn đang đặt ra những nhiệm vụ chính trị nặng nề cho Đảng bộ Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng An Dương. Mục tiêu đã được Đảng bộ Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng An Dương nhiệm kỳ 2020-2025 chúng tôi xác lập: cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng cường kỷ cương kỷ luật, nâng cao hiệu quả quản lý công việc, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức giỏi chuyên môn nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Tuy nhiên, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ chúng tôi còn có một số tồn tại hạn chế. Nhiệm kỳ tới, chúng tôi quyết tâm sớm khắc phục cho được tất cả các mặt tồn tại, tạo lên bước đột phá tất cả các mặt với nhận thức xuyên suốt cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Tất cả nhằm phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2020 mà chi cục được thành phố giao là trên 1.400 tỷ đồng và nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. 2020 là năm thứ 5 thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh. Vì vậy, công tác quản lý thu thuế được đặt lên hàng đầu. Nhưng bên cạnh những thuận lợi, thực tế cũng đặt ra áp lực rất lớn đối với hoạt động ngành thuế nói chung, Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng An Dương nói riêng. Những thành quả đầy ý nghĩa cũng như bài học kinh nghiệm được đúc rút từ nhiệm kỳ qua sẽ là cơ sở, là tiền đề vững chắc để Đảng bộ Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng An Dương tiếp tục đưa đơn vị tiến xa hơn nữa. Tất cả vì thắng lợi chung của ngành thuế thành phố, vì một Hải Phòng đang chuyển mình, sai cánh, bay cao.